Bây giờ mình sẽ cắt ra giữa hào này, nó cũng bụi lắm, tùm lắm mọi người, để sạch lại, để sơ sơ qua. Hào tươi ngon ha, mới bắt về sáng luôn. Sạc từng con đó mẹ. Sạc sơ sơ vậy. Cũng sạch quá, cũng lỡ. Ít về dế với chơi mà chết. Lạnh thế rồi. Nè. Gán đi, vài bữa nữa rồi con cho gì nên ăn Tết rồi. Sắp được đoàn viên với gia đình này. Hết lạnh liền, mùa xuân đến rồi. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Về bản thân là hết lạnh. Hoa cúc đẹp quá à. Ở bên hàng mùa này là mùa hoa cúc nha. Tiên là tiên khoái hoa cúc dữ lắm luôn. Nhìn màu tươi đẹp ha. À, mình rửa xong rồi nè, bây giờ mình khiêng vô. Trời ơi. Lên con. 20kg anh nội nó nặng. Cái vỏ không với 20kg ruột nhiều đây chắc ăn. Bỏ xả vô. Sắp hào của mình vô. Chứ gì đổ vô thì được rồi đó, mà nó sòm sàm nó không được bao nhiêu quá. Mẹ Tiên làm gì cũng khéo chân ta. Nhìn gọn gàng, tươm tắt, sạch đẹp ghê luôn ha. Mình để lên đây một vài tép xả nữa. Rồi sau đó mình đậy nắp lại. Nắp đây nè mẹ ơi. Đây nè mẹ. Để lên. Rồi mình bật lửa lên nè. Vừa cứt luôn hả mẹ? Vừa luôn hả mẹ. Vừa cướng vừa hỏi luôn. Vừa cướng vừa gã luôn. Ta-da. Wow. Thơm phức luôn mọi người, rất là thơm mùi xả nghe. Mà nó hả hỏng chân này nè. Vừa chín tới ăn ngon chứ để luộc quá thì nó dai, không ngon. Có xả là thơm xả chứ. Đúng rồi. Rồi kêu ông chồng con xuống nha. Và mọi người ăn hào luộc chấm với lại mướp chanh và tương ớt của Hàn Quốc. À, hôm nay mình ăn đơn giản vậy thôi nha mọi người. Tại hào đang vô mùa nóng hổi, mình tranh thủ mình ăn ha. Hào luộc xả. Ăn đi mẹ. Trời ơi, công nghiệp mẹ tươi của tôi. Không có chế một miếng nước mà nó ra nước cỡ này nè. Ê, bóc con cặp rồi. Bởi vì mấy con hào nhiều nước. Trời ơi, mẹ Tiên nói cái gì? Bóc con cặp hả? Tôi... xin lỗi, Tiên nghe lỗi cái gì mà. Mẹ nói người ta cười chết. Ủa, ba cho guitar mời ạ. Anh này mẹ. Trời, hào tươi ngon mình chấm vô mướp chanh nha. Rồi. Ngọt ai luôn nè. Cảm ơn mẹ. Kiểu nó đang vô mùa tươi á mọi người. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó ngọt. Mấy con hào bự quá ăn nó ngon. Đặc nhất là con nhỏ nhỏ gì nè, tươi tươi gì nè. Ăn ngọt lắm. Nó đâu không nội ơi, cái nó bóng như là bong bóng. Nó ngọt lắm. Mấy nhà này nhiều nước rồi mẹ ha. Nếu mình luộc mình đâu có chế nước cho mọi người, nếu nước nhiều cỡ này nè. Không. Mấy hàng nhiều nước. Nè, wow. lấy cái này làm cái dĩa nè. Nè, cây lên gì đó. Nè. Ăn phải có thử thật cái chân luôn. Mình đâu có này cải hào luôn. Hên. Cái dằn vô trong chén luôn mọi người. Dằn vô chén luôn. Thấy cái này làm cái giá cái mình mở cái 16 nè. Mình hấp xả nó phải thơm à. Ý. Được mấy con dẻm nè mẹ. Có bonus cho mấy con dẻm nè. Cà đi bì à, cà đi bì. À, cà đi bì mà em cuộc. Không hả? Ủa mà tôi đâu không hả? Ngon quá. Ngon mà, cũng ngon. Cà đi bì được á. Ngon mẹ. Uống nước biển. Tưởng đâu húp cái hà, cái tưởng đâu ngon dữ, uống nước biển mặn chát hả? Không mặn gì đâu, vừa vừa cũng rửa qua rồi nên là không mặn lắm ha. Như trong ruột nó cũng không mặn.
Ông chồng tôi cũng múc uống. Ok không? Mới không biết sao không? Có xả nè. Cái này là cái nước nó thơm xả lắm luôn. Nên mình con này vừa vừa hay chứ không bự lắm. Con này bình thường. Con này nó lùn chứ nó mập hả? Mập. À, cái gu của mẹ là lùn lùn mập mập hả mẹ? Nó nhắn mà nó gu mặn ghê ha. Nó mập ú. Trời ơi con Hào sao mà. Mày nhìn Hào nè mẹ. Ngon. Hào ngon mọi người ha. Mập lù à. Ngọt quá hả mẹ ha. Tay chưa? Ok. Cái nước này có xả nên là ổng khoái ăn. Khoái húp. Cũng da Hào cũng rẻ mẹ ha. Bao có 22.000. Vô đây 44.000. Nếu mà tính theo tiền hiền thì cũng không mắc lắm. 44.000 quên. 20 cái Hào không nè. Mình nói xuống anh đang chùi lấy. Đúng rồi. Mình nói xuống 20 cái chắc con ruột còn trên 2 kg à. Dở hết 18 kg. Cái này cái vỏ người ta xay ra người ta đi để dành nuôi nó lại nữa đó mẹ, cho mấy con Hào con nó bám vô, còn mấy người nó xay cho cá ăn gì đó. Nói chung là cái vỏ này người ta xay nhuyễn, người ta cũng tái chế lại làm gì đó mẹ. Hoặc là đục lỗ vậy nè, đục lỗ rồi treo lên cho mấy con Hào con nó bám vô nó sống, mà xay ra nuôi làm để đổ gì cho cá ăn hay sao. Con nào tách chứ, con nào có hả không chứ, nãy giờ con đâu cầm dùng dao đâu. Rồi, hấp thử miếng nước này coi. Thơm xả. Cũng ngon ngon. Nước biển. Mà thơm xả. Mấy người Trung Quốc để lên gà. Hấp vô. Trời ơi, bữa nay Nghiên cũng móc ban Trung Quốc dữ rồi. Làm giống mấy cái video ăn uống bên Trung Quốc dữ rồi. Việt Nam giúp hắn à? Ngon quá. Không muốn không muốn xin đẹp. Một xin mắt xin kìa. Thì cái chơi không muốn bố chẳng. Tốt cách đi. Ý mắt xin mà. Ông hôm bên Việt Nam có bán Hào không? Ông nói có. Ông nói là bên nào ăn thử có giống con Hào, bên nào có con nó y chang à, con Hào nước nào cũng y chang như nhau hả anh. Hào với Hào giống nhau. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà nói chứ nó cũng sẽ có khác tí xíu. Nhưng mà chung quy thì vị nó là vẫn vị con Hào thôi. Nói chứ giỏi chứ ăn nó cũng mau no lắm đó mẹ. Nói chứ ruột nó cũng đắt, ruột nó nhiều quá. Mau no lắm đó.
Mẹ Tư có ăn hàu lắm mọi người. Mê ăn hàu lắm. Rồi. Cái nước này nó làm sao đấy ta? Cái nước này giống như là nước biển nấu lên bỏ xả vô vậy. Cái con nó bóng như tha bở. Ôi trời, cái này nó mập lù nè mọi người. Bóng hơn con. Mập hơn con. Những cái mâm nhìn ngon không? Mà cái này. Trời ơi, nhìn ăn thôi đừng nhìn lâu quá. Ăn hào á, nhìn xương xương thôi đừng nhìn kỹ, nhìn kỹ người nào có đầu óc phong phú hay tưởng tượng lắm. Giống như bên Trung Quốc có câu gì ta? Câu gì ta? Gì? Mỹ nhân không nên nhìn lâu là gì đó. Quên rồi. Còn này ăn hào cũng đừng nên nhìn lâu là hết muốn ăn. Ngon quá. Con này nhỏ nè. Nó ra nước nữa chảo luôn. Tí là nó đổ nước. Không có đổ một giọt nước nào vô đó. Mở ra nửa chảo nước ha. Ngon rồi, phải không? Phải không? Mới đầu vô làm dữ lắm, nhìn no rồi, phải không? Con này chắc mập lắm đây nè. Này chỗ để ăn hết 20kg hào má. Con người ăn cũng... Sao đâu có sức để ăn chứ có gì đâu. Ba người mà ăn hết 20kg hào là dữ lắm rồi. Mà ăn hào này nghe nói là ấy lắm á mọi người, kiểu tăng sinh lực lắm á. Không biết phải không? Chết rồi, để tôi dọn chồng tôi bớt ăn không được. Rửa nè, con này nó hơi dơ. Giống như đây rửa luôn. Trời, tiện lợi quá ha. Một công đôi chuyện. Công nhận. Việt Nam mình có cây xả này tiện lợi ghê ha. Chứ cửa nhà mình nguyên hàng xả, tao nói muốn ăn cái món gì cũng được chứ. Từ rắn tới cá tới hải sản. Ở chỗ nhà tiên là không có cái gì, không có thiếu, không, nói chung là không có thiếu dừa với lại xả. Mày nói cho. Ăn hào nè. Người ta còn làm món nữa. Món gì? Ta bỏ cọng miếng ở dưới đó. Ừ. Người ta để ăn hào lên. Người ta nấu nước sốt, người ta cháy lên ăn luôn cọng miếng luôn, chung với ăn hào ngon lắm. Trời ơi. Mắc hào lắm. Ngon lắm. Chế mỡ hành lên
Con thì con không thích ăn miếng, con thích ăn con hàng nguyên chất gì. Họ sống cũng ngon mà ăn hơi ớn. Ở trong bụng nó cũng con này con kia chồng mình không biết được á. Con ngon quá. Có ba người mà gần hết 20 ký hào luôn. Mẹ nói chưa? Mẹ ăn nữa không? Chấm hồi nó ra nước rồi. Nói gì đấy. Ta chấm cạn nước, mẹ chấm sao ra nước dữ thằng kia. Cái gì nè, ta húp luôn nè, vừa nước vừa cái ra. Để hào meo meo ngoài nè. Ồ, ngon ngon ngon. Trời ơi, chị Tư rất là bắt kịp cái thời đại. Không muốn công bao lâu nay coi mất ban Trung Quốc đã rất là biết cách ăn hào, nhìn ngon miệng. Bây giờ cho anh Madam ăn từ đi nha. Tiên với mẹ Tiên no quá trời, để ăn no quá mọi người. Một chút nữa tuy là sẽ đói nhưng mà bây giờ no quá. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Bye, tôi xe à. Ăn nữa đi.